Ngày mai, Hội Hoa Xuân Bính Thân 2016 có chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh Hòa Bình Thịnh Vượng Phát Triển được tổ chức tại Công viên Tao Đàn và Công trường Quốc tế từ ngày mùng 3 đến ngày 14 tháng 2, tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Mùi đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân. Hội Hoa Xuân được tổ chức với các khu vực chính gồm khu trưng bày, triển lãm ngành hoa kiểng, tiểu cảnh đá nghệ thuật các tỉnh, thành phố, hội hoa cảnh trong nước và nước ngoài, khu vực phục vụ lễ hội, sân khấu ca nhạc, đờn ca tài tử, trò chơi thiếu nhi, dân gian, thư pháp chữ Việt. Các chợ hoa Tết Bính Thân tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được tổ chức đồng loạt từ ngày hôm qua, mùng 1 tháng 2.